Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Trong video lần này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng cũng như là vệ sinh chiếc máy hút chân không 2 buồng lõm Pro Max của Nissan và cũng cùng kiểm nghiệm thực tế xem là hiệu quả hút chân không thực phẩm có tốt như là lời đồn hay không nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị nguyên liệu để cho vào túi hút chân không. Ở đây thì ngày hôm nay mình đã chuẩn bị những nguyên liệu như là tươi đồ tươi sống này, xúc xích thịt gà này, rồi đến các loại rau củ quả mềm như là cà chua và rau mùng tơi này. Tiếp đến là các loại hạt, gạo và lạc. Bạn cũng cần chuẩn bị túi hút chân không và cho từng loại thực phẩm này vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa túi thực phẩm cần hút vào trong buồng hút, kẹp vào dưới thanh hàn. Để túi được đóng gói đẹp mắt thì bạn nên căn túi đúng vị trí sao cho đẹp nhất và vuông vức nhất. Tiếp đến là chúng ta sẽ cần cài đặt các thông số trên bảng điều khiển. Ở đây thì bạn sẽ cần cài đặt các thông số phù hợp với từng loại thực phẩm cần hút. Trên đây thì sẽ có đồng hồ báo nhiệt và các nút công tắc bật tắt, nút dừng khẩn cấp cũng như là các núm cài đặt thời gian hàn, thời gian làm lạnh và thời gian hút chân không. Ở đây thì đối với các loại thực phẩm cần hút chặt không khí thì bạn nên điều chỉnh mức thời gian hút chân không khoảng tầm 20 là bình thường. Còn đối với các loại như là thời gian hàn và thời gian làm mát thì chúng ta nên để khoảng tầm 2 giây là được rồi. Sau khi cài đặt các thông số trên bảng điều khiển xong thì cũng là lúc mà chúng ta tiến hành hút chân không thực phẩm. Để hút chân không thì bạn chỉ cần đóng nắp lại đối với buồng hút đang cần hút là được. Và sau đó thì nắp sẽ tự động bật lên khi mà quá trình hút chân không kết thúc. Trong thời gian chờ đợi một buồng tiến hành hút thì bạn có thể tranh thủ chuẩn bị túi nguyên liệu cần xếp vào buồng hút còn lại để việc hút chân không diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Một điều quan trọng cần lưu ý đó chính là khi máy đang làm việc thì nếu như bạn thấy có sự cố xảy ra hoặc hút chân không chưa đúng theo nhu cầu, bạn hãy nhấn nút công tắc dừng khẩn cấp trên bảng điều khiển để dừng hoạt động của máy và làm lại thao tác trên nhé. Còn đối với các loại rau củ quả mềm thì bạn nên điều chỉnh thời gian hút chân không sẽ nhỏ hơn một chút so với mức nhiệt thông thường. Như vậy thì sẽ làm cho thực phẩm của chúng ta sẽ không bị nát trong quá trình hút chân không. Các bạn có thể thấy là thực phẩm sau khi được hút chân không bằng chiếc máy hút chân không Pro Max của Nissan sẽ được hút kiệt không khí tối đa, chặt vừa và kín. Đặc biệt là với những thực phẩm mềm thì nó cũng sẽ không làm bị nát thực phẩm. Như vậy thì thực phẩm sẽ được bảo quản lâu nhất có thể. Ngoài ra thì còn giúp tối ưu diện tích hơn nhiều. Đây quả thực là thiết bị đáng để đầu tư đúng không nào? Lưu ý là trong quá trình sử dụng thì bạn sẽ cần phải đặt máy hút chân không ở một nơi bằng phẳng, khô ráo và thoáng mát để đảm bảo hiệu quả hút. Đồng thời thì sau khi vệ sinh xong chúng ta sẽ phải vệ sinh máy sạch sẽ bằng khăn mềm, bởi vì không trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm nên là bạn chỉ cần dùng khăn mềm để lau sạch toàn bộ khu vực buồng hút, nắp máy, bằng điều khiển và cũng như là xung quanh thân máy là được. Khi mua sản phẩm máy hút chân không Pro Max tại Điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành miễn phí 12 tháng và bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy hút chân không Pro Max 2 buồng lõm của Nissan còn cung cấp thêm các loại sản phẩm khác liên quan để phục vụ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, như máy hàn miệng túi, máy đun xúc xích, máy tạo viên thịt, máy thái thịt. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn đừng quên gọi ngay đến hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmanysan.com để tham khảo và tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu như yêu thích video này thì các bạn đừng quên là nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.